Bước tiến mới từ bệnh viện JW Hàn Quốc, công nghệ nâng ngực nanochip giọt nước 4.0 với loạt thế mạnh như: bề mặt túi ngực có độ đàn hồi gấp 4 lần túi nano thông thường, chip kiểm tra sức khỏe thế hệ mới nhất 2019, công nghệ túi trợ nâng không đau và công nghệ nội soi ít xâm lấn, mau lành thường. Hãy đến trải nghiệm ngay hội thảo nâng ngực nanochip giọt nước 4.0, cơ hội nâng ngực công nghệ mới chỉ với 9.999.000 cùng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Duy nhất ngày 13 tháng 10, 200 vé mời ưu tiên cho khách hàng đăng ký sớm nhất. Gọi ngay 1900-0027 để biết thêm chi tiết. Hẹn mọi người vào ngày 13 tháng 10 tại Bệnh viện JW Hàn Quốc nha.